Cửa hàng nội địa Nhật Minh Phương xin kính chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu các bác đến một em tô mã RC18VSE9. Đây là em cao tần áp suất hút chân không. Với dòng cao tần thì sẽ có biểu tượng là chữ IH các bác nhé. Em này là em cao cấp với đầy đủ các chức năng như là hâm nóng này, hâm nóng 9 phút này, nhấn hai nút vào đây là sẽ là hâm nóng 9 phút này. Chức năng hẹn giờ này. Đây là nút cài đặt lại giờ này. Cài đặt lại giờ Việt này. Đây chế độ nấu, menu các bác chọn đủ các chế độ nấu. Nấu các loại gạo, gạo trắng, gạo không vo, gạo lứt. Đây các chế độ nấu, đủ các chế độ nấu cơm cơm mềm, cơm ngon, nấu nhanh, nấu chế độ tiết kiệm, nấu cháo, ninh xương. Đây là nút hủy nhá. Ví dụ như các bác mà nhấn nhầm cái nút nào mà quên thì các bác hủy lại để bấm lại từ đầu. Đây là nút nấu. Đây bây giờ em đây là nồi cơm này em đã nấu gần xong rồi. Chọn chế độ nấu cơm ngon 65 phút. Trong quá trình nấu thì các bác sẽ không thể nào mở được nồi ra nhé. Đây để đảm bảo được cái độ chín của cơm và trong suốt quá trình nấu thì nó không bị ảnh hưởng vấn đề gì. Một cái con này là con 1.8 lít. Một em tô đỏ 1.8 lít. Con này mà các bác mua ở ngoài cứ phải hơn 4 triệu. Nhà em thì chỉ bán hơn 3 triệu thôi. Mà có bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1. Còn 4 phút nữa thì mình đợi xem 4 phút nữa thì mở ra xem cơm sẽ như thế nào nhá. Đây em đang test lại cái nồi. Trước khi bất cứ một nồi nào giao đến cho các bác thì em đều phải nấu thử test các chức năng. Đấy. Cái nồi này khi mà giao đến khách hàng thì em sẽ dán chữ tiếng Việt phiên dịch ra, các bác sẽ rất dễ là sử dụng, không sợ là khó sử dụng đâu nhé. Nồi này nó có cả chế độ nấu cơm tiết kiệm eco này, nấu sẽ rất là tiết kiệm điện. Để mà nấu ngon thì các bác cứ xác định là phải nấu loanh quanh được khoảng 1 tiếng, còn nếu mà muốn nấu nhanh thì nấu 30 phút, 28 đến 30 phút, nhưng mà nó sẽ không ngon, giống như cái nồi các bác nấu nồi cơm bình thường thôi, nó sẽ không được ngon lắm. Nấu nhanh mà thì cơm nó sẽ chín vội, giống như các bác nấu những cái nồi cơm bình thường 500 1 triệu bình thường mà các bác vẫn hay nấu ở nhà đấy nhá. Đợi 3 phút nữa thì chúng ta sẽ xem cái cơm sẽ như thế nào nhé. Riêng về dòng Toshiba này thì nó sẽ độc quyền với cái chức năng là độc quyền hút chân không, tức là nó sẽ hút hết không khí bên trong đấy, nó để ở trạng thái chân không để chín cơm. Vì vậy mà cơm chín là rất là ngon mà không bị nhão. Đặc biệt này với những cái nồi cơm cao tần của Nhật ấy thì họ dùng điện 100V này, các bác sẽ đều phải dùng qua một cái gọi là cục biến áp. Và đây là cục biến áp này, em dùng là biến áp Liowa 1500 VA. Đấy. Thì các bác sẽ mua thêm một cái đó ra bất cứ cửa hàng điện nào họ cũng đều bán, hoặc là với trường hợp là các bác ngại mua thì em sẽ lấy hộ các bác. Lấy hộ thôi, không cho dễ bán thôi, chứ em không lấy lãi 1.000 nào từ cái cục đổ nguồn đấy. Còn 2 phút nữa để cơm thì cho bác xem cơm thì chín như nào nhé. Một chiếc nồi cực kỳ xịn sò và chất lượng này. Nồi rất là dễ nấu. Đặc biệt là có cái chức năng hẹn giờ này rất là tiện lợi luôn. Các bác ngủ như nhà em nấu cháo cho bé cứ cắm từ tối, hẹn 7 giờ sáng cứ dậy là cháo đã chín rồi, là chỉ việc xay cho bé ăn thôi. Đấy, còn 1 phút nữa. Một em xịn sò chất lượng, 1.8 lít này dành cho từ 7 đến 8 người ăn. Với những gia đình đông người. Còn với những gia đình mà ít thì từ 4 đến 5 người chỉ cần dùng 1 lít thôi. Đặc biệt là những cái nồi nhé. Tí em chỉ cho các bác những cái nồi mà nó có cái vân vòng tròn ấy. Vòng tròn đấy là những nồi hiếm, nồi sẽ nó làm súp cơm ấy chín nhừ nhuyễn, nấu ăn nó sẽ ngon hơn. Những cái vân tròn ở trong cái lòng nồi ấy. Cái con này chính là con như vậy.
Đấy. Nhá, khi chín nó sẽ báo tiết tiết như vậy để cho các bác biết nhá, và nó hiện về số 0 này. Đấy. Thế là báo cơm chín. Nó sai kết quả nhá. Đấy, cơm đã chín rồi. Này, các bác nhìn này, cơm này. Đây, đây là nồi áp suất hút chân không. Thì nó sẽ có nồi áp suất thì nó sẽ có bi này.